Chiếc máy đầu tiên là Dell Inspiron 3511, thông số của máy là. Toàn bộ phần vỏ máy có màu bạc cùng với thiết kế bản lề dạng Everclip đem lại cảm giác sang trọng và hiện đại. Viền màn hình mỏng cũng làm chiếc máy trông nhỏ gọn hơn, cùng với trọng lượng 1,83 kg, bất cứ ai cũng có thể mang chiếc máy này theo một cách nhẹ nhàng. Cấu hình của máy đời mới nhất cùng với chiếc các đồ họa rời Nvidia MX352GB đem lại trải nghiệm chơi mượt mà tất cả các tựa game eSports hiện tại và trong nhiều năm nữa. Vị trí thứ hai là HP ZBook 15 Studio Z3. Tuy đây là dòng máy tính chạm Mobile Workstation nhưng độ nhỏ gọn và mỏng nhẹ của nó lại khiến các ông phải bất ngờ đấy. Máy chỉ nặng 2kg và dày 1,8cm, thật đáng kinh ngạc phải không nào? Với cấu hình chuyên dụng này thì ZBook Studio 15 Gen 3 sẵn sàng chiến các tựa game nặng lẫn làm các công việc đồ họa thiết kế. Tiếp theo là một chiếc laptop siêu phẩm đến từ nhà Dell XPS 9560. Một chiếc laptop siêu phẩm dành cho các chủ tịch CEO với cấu hình cực khủng, gaming siêu khỏe. Nhưng lại mang một vẻ bề ngoài một chiếc Acerbook siêu nhỏ gọn và mỏng nhẹ. Viền màn hình siêu mỏng Infinity X giúp máy có một kích thước siêu nhỏ gọn. Cấu hình 7 hiệu năng cao cùng các đồ họa gaming GTX 1050 chiến game siêu mượt nhưng trọng lượng của máy chỉ 2kg. Tiếp theo là một chiếc laptop gaming giá rẻ với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế cá tính Dell Inspiron 7567. Dell Inspiron 7567 được ra mắt năm 2017 với cấu hình cực khủng vào thời điểm đó. Cho đến thời điểm hiện tại, cấu hình này vẫn dư sức cày kéo các công việc nặng như thiết kế đồ họa hay chơi game. Nếu các ông đang tìm kiếm một chiếc laptop để chơi game có cân nặng mà có giá cả phải chăng thì Dell 7567 sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Vị trí cuối cùng là chiếc laptop Dell Latitude 5480 với cấu hình. Một chiếc laptop cấu hình còn khá mới với 5 thế hệ 7 đáp ứng tốt nhu cầu văn phòng và các tác vụ giải trí nhẹ nhàng như lướt web, xem phim, chơi game. Điểm ấn tượng trên chiếc máy này là độ nhỏ gọn và lại rất cứng cáp và bền bỉ. Và tất nhiên E548 không, trọng lượng chỉ 1,6kg, quá thoải mái để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.